Hello, xin chào bà con và các bạn đã trở lại kênh mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến với bà con và các bạn một cái cách trị dời đơn giản và hiệu quả nhất nha các bạn. Cách này thì mình đã áp dụng cho mình và vợ mình rất là hiệu quả nha các bạn. Cái cách này thì mình dùng bằng nha đam các bạn. Nó rất là hiệu quả mà nó lại không tốn tiền luôn nha. Vì cái dời này nó rất là nguy hiểm các bạn. Như là dời các loại dời các mình biết như dời leo là vợ mình vừa mới mắc phải thời gian vừa qua đó các bạn, thì mình đã đi chữa trị rất là nhiều thầy luôn nha, nhưng mà vẫn không hết, mà còn có nhiều thầy thì họ còn đòi tiền nữa các bạn. Họ nói ít thì họ lấy tiền ít, mà nhiều thì lấy tiền nhiều, nhưng mà tiền mất tật mang các bạn, không hiệu quả nha. Nhưng mà mình đã dùng cái cách này các bạn, mình cũng nghe một người mách lại là mình dùng cách này nha. Cái này thì các bạn dùng rất là đơn giản nha các bạn. Này cái nhựa này các bạn, cái nhựa nha đam trong cái lá nha đam này nha, rất là hiệu quả nha. Mình cũng mới vừa bị dời ở môi đó các bạn, giờ môi các bạn trị cũng hết nha. Thì khi các bạn sắc đó thì cái này các bạn thoa trực tiếp lên cái vùng dời này nha. Ví dụ như đây thì ví dụ như vùng dời này thì các bạn thoa trực tiếp lên đó cho mình. Một ngày các bạn thoa khoảng 5 6 lần gì đó. Khi bạn thoa xong á thì các bạn dùng dây nha, các bạn là xắt một lát đi là đỡ cho cái mục đích là đỡ cho cái lớp nhựa khác ra đó các bạn. Thì các bạn xoa lên tiếp rồi nha. Các bạn xoa đều hết cái vùng mà mình bị dơi luôn nha. Bạn xoa đều hết luôn. Rồi hàng ngày các bạn thoa khoảng 5 đến 6 lần, mà các bạn lưu ý nha. Giờ thì nó hơi kỹ nước các bạn, khi các bạn ướt nhiều thì giờ nó ăn lan rất là nhanh luôn. Cho nên các bạn hạn chế tiếp xúc với nước nha, và giữ cái vùng giờ nó sạch sẽ nhất đến mức có thể các bạn, tránh làm bị tổn thương nha. Thì các bạn nào làm không hiệu quả hay là có thắc mắc gì thì các bạn cũng có thể để lại bình luận phía bên dưới để mình giải đáp nha các bạn. Học mình có đỡ cái đường link Facebook phía dưới phần mô tả đó các bạn. Và các bạn xem thì nhớ thấy hay thì hãy chia sẻ cho mọi người cũng biết, đỡ không bị tiền mất tật mang giống như mình nha các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video clip tiếp theo nha các bạn, và like video để ủng hộ mình nha. Nếu hay thì hãy chia sẻ video cho mọi người cũng biết nha các bạn. Bạn lưu ý thoa đều nha, đều cái vùng bị dơ đó các bạn. Các bạn cứ bình nào thì các bạn thoa nói luôn. Mà mình lưu ý một cái điều này nha các bạn, khi ai mà tha thoa cái này lên đó nha mà bị ngứa đó, bởi vì cái vỏ này các bạn, cái vỏ như đam này thì nó, nếu mà cái làn da nào ai mà dễ mẫn cảm đó nha thì nó gây ngứa, thì các bạn lưu ý các bạn gọt bỏ cái lớp ngoài đó nha, gọt bỏ cái lớp vỏ này rồi xong các bạn cũng xắt lát lát mỏng ra các bạn. Khi các bạn gọt vỏ xong thì các bạn cũng lát mỏng như thế này để cho nó chảy, các bạn thoa hết rồi các bạn lát tiếp một lát nữa nha các bạn. Thì các bạn làm như thế này khoảng từ 5 đến 6 ngày thì nó sẽ hết nha. Nếu không hết thì các bạn có thể để lại bình luận phía dưới mình, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tận tình hơn nha. Hoặc các bạn có thể liên hệ Facebook của mình dưới mô tả nha. Thì video của mình ở đây là kết thúc nha. Các bạn xem video thì đừng quên để lại cho mình một đăng like, một đăng ký, và đừng quên ấn chuông để được theo dõi những video clip mới nhất nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo nha.